and vote. Yeah. Nơi về nhà, nào còn đời và tiếng cơm, nào còn đời tìm cơ hội. Đến anh thì đừng lấp lánh, còn đến anh thì đừng chơi trọi. Như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài. Nhà thì vẫn mất tiếng đó, đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết, không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì đã mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ, nhưng mà phải đợi đấu đá. Như khi kiệt sức chỉ vì mắng nhiều người không xấu xa. Từ lúc còn thấy đồng cảm với mấy anh tim. Bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mãi anh. Thank you.